hẳn các bạn là những khán giả thân quen của channel Roxy Việt Nam thì cũng biết rằng hiện nay chúng tôi đang thực hiện một series các clip giới thiệu về tủ bảo quản xì gà. Để tiếp nối cho chương trình đó thì ngày hôm nay các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn nữa về bộ tủ bảo quản của Đức Việt đang được lựa chọn là tin dùng nhất hiện nay. Đức Việt là một trong những hãng nổi tiếng của Việt Nam chuyên về các thiết bị bếp công nghiệp. Đức Việt hiện đang rất được ưa chuộng ở tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm của Đức Việt thuộc hàng chất lượng cao, được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm mà ngày hôm nay Roxy Việt Nam muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là chiếc tủ bảo quản xì gà Đức Việt có mã số DVXGTF800 do Việt Nam sản xuất. Sản phẩm có mã số DVXGTF800, kích thước theo chiều dài rộng cao là 595 × 600 × 1260 mm, số lượng xì gà là 800 điếu, phạm vi nhiệt độ là 22 độ C, độ ẩm 50% đến 80%. Các bạn có thể thấy rằng chiếc tủ bảo quản xì gà được sản xuất và thiết kế theo kiểu dáng rất là hiện đại và sang trọng, tính thẩm mỹ cao, phù hợp với bất kỳ một không gian nào. Với chiếc tủ do Đức Việt sản xuất thì công việc này sẽ trở nên rất là tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như trước đây với kỹ năng thủ công thì chúng ta phải mất khá nhiều thời gian để thực hiện công việc bảo quản, giờ đây chỉ trong vài phút là bạn có thể hoàn thành xong công việc của mình rồi. Máy ít tiêu hao nhiên liệu, có độ bền cao quả thực là một sự lựa chọn hàng đầu cho những tay chơi yêu thích xì gà. Không chỉ sản phẩm đạt chất lượng hàng đầu thế giới mà còn nằm ở việc sử dụng thao tác rất là đơn giản. Các bạn có nhu cầu tư vấn hay muốn sở hữu cho mình một chiếc tủ thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới nhé. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Roxy Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam cũng như trên thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Ở chuyên đề này, Roxy Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Đức Việt. Đây là một trong những thương hiệu danh tiếng đến từ Việt Nam. Đức Việt hiện đang là đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm inox ngay từ những năm 1995 đến nay. Đức Việt với gần 20 năm hoạt động được sự tín nhiệm và tin yêu của khách hàng trong cả nước. Đức Việt đã không ngừng phát triển để cho ra đời những sản phẩm thiết thực phục vụ lợi ích cộng đồng. Với hàng trăm sản phẩm đột phá về chất lượng, kiểu dáng và tính năng thuộc nhiều lĩnh vực như là thiết bị dân dụng, thiết bị công nghiệp, chất tẩy rửa, Đức Việt đã vươn lên trở thành nhà cung cấp số 1 Việt Nam với các sản phẩm nổi bật như là tủ nấu cơm, tủ đông, tủ mát, máy sấy bát, tủ bếp và rất nhiều sản phẩm khác đang được người tiêu dùng đón nhận. Với lượng sản phẩm tung ra thị trường tính đến nay đã gần 1.500 sản phẩm, các sản phẩm của Đức Việt đã có mặt tại hàng trăm nhà máy, bệnh viện, khách sạn, trường học, các cơ quan đoàn thể và hàng nghìn hộ gia đình, hộ kinh doanh đã và đang sử dụng các sản phẩm của Đức Việt. Đức Việt tự hào góp phần vào sự phát triển chung của nền công nghiệp sản xuất Việt Nam. Sự thành công của Đức Việt ngày hôm nay có một sự đóng góp rất to lớn từ phía khách hàng. Chính vì vậy, hãng Đức Việt với những người trẻ tuổi năng động, không ngừng phấn đấu, luôn sẵn sàng đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu ngày càng cao của quý khách về chất lượng sản phẩm, khiến cho sản phẩm của Đức Việt ngày càng được cải thiện và tốt hơn. Đức Việt liên tục đổi mới và thay đổi các công nghệ tiên tiến nhất để đem lại cho quý khách những sản phẩm tuyệt vời. Thiết bị bếp công nghiệp mang thương hiệu Đức Việt của người Việt có thể mang tới cho quý khách hàng những tiêu chí sau đây. Các sản phẩm của Đức Việt sử dụng công nghệ hiện đại trong nước cũng như nước ngoài. Đức Việt luôn chủ động về sản xuất cũng như các linh kiện lắp ráp và bảo trì bảo dưỡng.
mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều loại căn bếp trong môi trường nhà bếp công nghiệp tại Việt Nam. Sản phẩm mang thương hiệu Đức Việt có thể lắp đặt dễ dàng, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với mọi người sử dụng. Sản phẩm của Đức Việt luôn rẻ hơn các sản phẩm đến từ châu Âu mà không hề làm giảm đi chất lượng của sản phẩm. Việc bình ổn giá được Đức Việt quan tâm hết mức sao cho sản phẩm tới tay người tiêu dùng với mức giá thấp nhất. Với đội ngũ bán hàng, kỹ thuật, am hiểu về từng loại sản phẩm, Đức Việt có thể tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm của Đức Việt đều đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Với những ưu điểm sẵn có, Đức Việt tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng khắt khe nhất của mọi khách hàng. Mọi sản phẩm của Đức Việt sẽ làm hài lòng tất cả các quý vị khách hàng cho dù là khó tính nhất. Dưới đây là một số hình ảnh hệ thống trưng bày tại Hà Nội và Sài Gòn của showroom Đức Việt. Các bạn có thể thấy rằng là các dòng sản phẩm của Đức Việt cung cấp rất là đa dạng và phong phú, dùng trong bếp công nghiệp như là từ tủ nấu cơm, tủ đông, tủ mát, tủ sấy bát, máy rửa bát hay là máy làm kem vân vân. Và với một dải sản phẩm rất là rộng như thế này thì tôi tin chắc rằng là cho dù bạn đang là những người kinh doanh hay bạn đang là những người set up các nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn khu công nghiệp hay các bạn chỉ đơn giản là những người kinh doanh những quán cơm bình dân, mua nhỏ lẻ các thiết bị bếp công nghiệp thì tôi tin rằng với dải sản phẩm của Đức Việt đa dạng và phong phú như thế này chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả các bạn. Các bạn sẽ chọn ra cho mình một sản phẩm phù hợp nhất cả về chức năng cũng như là về phần giá cả. Quay trở lại với Rossi Việt Nam thì Rossi Việt Nam chúng tôi hiện đang là đơn vị bán buôn các sản phẩm bếp công nghiệp của nhiều nhà sản xuất danh tiếng như là Đức Việt, Coresta, Changhe. Chính vì vậy, khi mua các sản phẩm công nghiệp của Rossi Việt Nam, quý khách sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng và mua được sản phẩm tốt với giá ưu đãi, kèm cơ hội sở hữu sản phẩm được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất ưu đãi tuyệt vời và là thành viên tham dự miễn phí những sự kiện hướng nghiệp, dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Rossi Việt Nam kết nối sáng tạo. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, đó là giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Các quý khách hàng nếu muốn có nhu cầu tìm hiểu về các sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp của hãng Đức Việt có thể truy cập trực tiếp vào website của hãng theo địa chỉ đứcvietpro.vn hoặc truy cập vào website của chúng tôi rossi.vn để có được mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất. Cảm ơn các quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm, dịch vụ và đối tác của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây. Website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam hoặc các bạn cũng có thể click trực tiếp vào channel trên YouTube của chúng tôi. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, showroom miền Bắc 0912 863364, showroom miền Nam 0868 998 663, tổng kho bán buôn 024 8586 7812, hợp tác kinh doanh 0989 999 884, email info@rossi.vn, thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp Đức Việt. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề sắp tới. Các bạn có xem xong video giới thiệu về một sản phẩm quả thiết kế nghiệp công năng mà Rossi Việt Nam đã sản xuất? Ngay lúc này bạn đã xác định nhà hàng hay quán ăn, hay liên hệ với Rossi Việt Nam để tư vấn và mua sản phẩm qua hotline 0912 863364 hoặc truy cập vào website
www.vn. Đặc biệt là đừng quên nhấn like và subscribe để có thể ủng hộ cho Hoxin Việt Nam nhé. Xin chào.